đối Dương xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày thứ tư, 22 tháng giêng năm 2020. Đầu tiên là tin liên quan đến khí hậu thế giới, thưa quý vị, ngày hôm qua tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, ở hội nghị um, kinh tế thế giới ở à, Greta Thunberg năm nay 17 tuổi người Thụy Điển cô là một nhà bảo vệ môi trường hoạt động bảo vệ môi trường nổi tiếng thế giới năm ngoái cô được tạp chí thai chọn là nhân vật trong năm thì cô đã có phải phát biểu nói rằng là trồng cây không đủ để bảo vệ môi trường à, trong bài phát biểu trước nhiều nhà lãnh đạo thế giới cô đã nói là căn nhà của chúng ta đang bị cháy là ý nói là quả đất đang nóng lên À, các hành động mà thụ động của quý vị lại làm cho cơn cháy này à, cháy mạnh hơn nữa đây là cô lập lại cái thông điệp của cô à, hồi năm ngoái khi mà nói với nên phải phát biểu của tổng thống donald trump thì cô cũng nói luôn là trồng cây không đủ để bảo vệ trái đất à, cái câu này ý cô muốn nói là ngày hôm qua sau khi tổng thống donald trump nói là hoa kỳ hứa sẽ trồng hàng tỷ cây khắp nơi thế giới để bảo vệ môi trường cô nói rằng trong khi chúng ta đang trồng cây thì chúng ta lại làm cho những khu rừng amazon bị là hủy hoại nghiêm trọng và cô nói rằng là phải có những chính sách khác nữa chứ không phải chỉ trồng cây thì mới có thể bảo vệ được trái đất và cô cho rằng à những cái hành động hiện nay những cái công việc làm hiện nay của các quốc gia là không đủ để bảo vệ môi trường sáng ngày hôm nay tổng thống donald trump đã đáp lại cái lời nói của cô thân bậc ông nói rằng là ông đồng ý bảo vệ môi trường nhưng cũng phải để ý đến công an việc làm à, bởi vì nếu mà bảo vệ môi trường mà không công an việc làm thì cũng như không và cô ông có nói đến cái tình trạng một bãi rác nhựa rất lớn đó là khổng lồ hiện nay đang trôi trên biển Thái Bình Dương giữa Hawaii và California mà cái diện tích người ta nói là bằng tiểu bang Texas thì ông có kể đến điều này và ông nói cô thân bậc là nên chú ý vào cái chuyện này à, thay vì là chú ý vào chuyện trồng cây liên quan đến căn bệnh mà gọi là do con vi khuẩn gọi là corona virus tên giống như bia corona của mẹ vậy vị à, bây giờ gây ra đang trầm trọng trên thế giới và người ta đang lo ở tại Trung Quốc đã xuất phát từ thành phố Vũ Hán và cho đến nay người ta cho biết đã có 17 người chết và hơn 500 người nhiễm bệnh và đã nhiễm đã lây lan qua nhiều quốc gia khác. Thì uh, bây giờ nó có thể nói là một căn bệnh đang, đang bùng phát và sáng ngày hôm qua thì Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc như Thủ tướng Lý Khắc Cường của nước này ra lệnh tìm cách ngăn chặn căn bệnh này và ngày hôm nay ông cũng ra lệnh là thành phố Vũ Hán các phương tiện công cộng phải đóng lại. Thì trong cái đó thì tại thành phố Thượng Hải thưa quý vị bà con thành phố thượng hải là là thành phố đông dân nhất của trung quốc bây giờ bà con lo đua nhau đi mua khẩu trang đến nỗi các cái tiệm bán khẩu trang bị cháy luôn tức là cháy đi trong hoặc kép và không đủ hàng để bán bởi vì sao thưa quý vị cái bệnh này là đi nó lây qua cái đường hô hấp người ra nói chuyện với người hoặc bay vào vi khuẩn nó bay vào không khí hoặc là cầm tay nhau hoặc là đi vào những nơi không cộng tay người này có vi khuẩn nó dính vào cái là ví dụ cầm một cái nắm cửa rồi hay là nhiều khi chùi lên miệng thành ra tất cả dân thượng hải họ lo đổ xô nhau họ đi mua cái khẩu trang thành ra hàng khẩu trang bị cháy mà ra may không kịp bây giờ ai mà có tiền muốn đầu tư muốn có lời thì làm ơn mua khẩu trang đem qua thượng hải bán là bảo đảm hốt bạc thưa quý vị ở tại và florida hôm thứ hai vừa rồi xảy ra một chuyện rất là lùng và sáng nay tin tức thế người ta mới cho biết là có một công nhân à, đã giết ông sếp của mình vì cái tranh cãi với chính trị ông sếp mình là ủng hộ ông trump mà thường người ta gọi là cuồng trâm, những người khác gọi là fan cứng của trâm, Còn ông này thì là phản đối chính sách của Mỹ Thì uh, tin cho biết là chuyện xảy ra tại Orange County ở Florida thứ Hai vừa rồi um, Ông Mason Trevor Tony 28 tuổi đã đâm và giết chết ông sếp của mình Là ông William Stephen Knight 28 tuổi Ở tại cái um, freeway Florida Turnpike Trong lúc hai người làm việc xây dựng ở đây Theo đài truyền hình địa phương cho biết Thì uh, người ta mới nói rằng là Người ta kể rằng là hai người này là hai người cãi nhau về chính trị và ông uh, tony thì ông chống chính phủ và ông không thích trong khi cái ông nai thì binh bực tính cách của tổng thống donald trump hai người cãi qua cãi lại thế là ông tony rút dao trong đâm ông nai và khi ông nai nằm xuống chết thì ông tony còn lấy cái lá cờ mỹ phủ lên cơ thể thi thể của ông nai và sau đó thì người ta gọi được cảnh sát đến ngay tại chỗ và đã bắt công tony này Hiện nay thì ông Tony đang bị giữ mà giam giữ mà không có tiền tại ngoại, không được đóng tiền thế chân tại ngoại thì đây thưa quý vị. Trên màn hình quý vị đó là cái công trường xây dựng ở cái uh, Florida Turnpike tức là freeway ở bên uh, Florida đó. Hai người là công nhân xây dựng, ông kia là sếp của ông này thì cãi nhau. Thì quý vị biết vấn đề chính trị của Mỹ hiện nay đó là từ ngày tổng thống Donald Trump lên nó thì phải nói là nước Mỹ đó cái cao trào chính trị hai bên nó căng thẳng lắm đó là trước đây bây giờ không có người ôn hòa nó một bên bên trầm bên chống trầm là gặp nhau cãi nhau kinh hoàng tôi thấy có nhiều gia đình là bạn bè anh em cãi nhau độ mất tình bạn mà anh em không nhìn nhau cũng chỉ vì cái chuyện mà ở cái môi trường chính trị hiện nay và bây giờ nó xảy ra cái chuyện là ông này không đồng ý với ông kia thì đâm chết luôn mà độc đáo còn để cái um, lá cờ mỹ lên nữa đó thì đó là câu chuyện xảy ra hôm thứ hai vừa rồi ở tại Florida mà hôm nay báo chí mới cho biết liên quan đến việc uh, chất phế hay không tổng thống Donald Trump tại thượng viện chúng ta cũng biết là hôm thứ ba vừa rồi thượng viện đã bắt đầu phiên tòa tạm gọi là phiên tòa trong hoặc kép để xử có là có chất phế hay không chất phế tổng thống Donald Trump thì ban đầu thượng viện hiện nay là do đảng cộng hòa kiểm soát thì thượng nghị sĩ Mitch McConnell là lãnh tụ đa số của thượng viện thì ông này ông nọ ông ông, ông đưa ra quy định là hai bên bên công tố là bên hạ viện và bên bào chữa là các luật sư của tổng thống Donald Trump mỗi bên có hai ngày mỗi ngày 12 tiếng vị trí tổng cộng là 24 tiếng để nói phần của mình có nghĩa là bên Hạ viện có hai ngày nói bắt đầu từ 1 giờ trưa tới đêm nói 12 tiếng xong ngày hôm sau nói 12 tiếng sau đó bên các luật sư của tổng thống Trump cũng có mỗi ngày 12 tiếng bảo chữa cho ông rồi đến ngày thứ năm đó là cái ngày mà các thượng nghị sĩ bắt đầu chất vấn thì họ có 16 tiếng đồng hồ đó thì bên dân chủ nói là tại sao cho ít quá cái thời mà luật bộ Bill Clinton hồi năm 99 đó cho tới 36 tiếng xong bây giờ cho 24 tiếng thì ông Mitch và con ông bảo là không tôi chỉ cho nhiêu đó làm cho lẹ đằng nào tôi cũng tha bổng tổng thống Donald Trump rồi và không có gọi nhân chứng gì chứng ra để làm cho lẹ để chúng tôi còn uh, chuẩn bị ngày 4 tháng 2 tổng thống Donald Trump còn qua đọc diễn văn ban liên bang tại hạ viện chúng tôi có nhiều việc khác phải làm đó. thì coi như là bên dân chủ đề nghị kéo thêm giờ ông biết McConnell không chịu là không chịu tuy nhiên ngày hôm qua ông nó phải lùi bước và cuối cùng ông đồng ý là mỗi bên được 3 ngày lý do là bởi vì khô vì vợ bên đảng cộng hòa vô họp kín với nhau để bàn cái chuyện đó. về điều lệ thì tin cho biết là có hơn một chục vị thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa đã phản đối ông Mitch McConnell cái chuyện này À, quý vị biết đảng cộng hòa hiện nay kiểm soát 53 ghế ở thượng viện dân chủ chỉ có 47 ghế thôi mà bây giờ mười mấy người ra mà cự như vậy thì kẹt bởi vì họ nói rằng nếu mà cho có hai ngày thôi đó thì công chúng được biết ít quá về chuyện ông trump và có thể là chúng ta bị mang tiếng là bao che trong trump mà bây giờ như vậy đã kẹt đã là chúng tôi tháng 11 là ra tranh cử thì kẹt với cử tri thành ra cuối cùng ông Mitch McConnell phải nhượng bộ và thay đổi cái điều lệ mà ông đã đưa ra mấy ngày hôm trước các nhà quan sát và và nhận định tình hình thì cho rằng lý do ông Ờ, ông ông Mitch McConnell ông phải nhượng bộ là bởi vì á nếu không nhượng bộ thì á coi như cái 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 sự đoàn kết của trong đảng cộng hòa sẽ bị rạn nứt bởi vì hiện nay ông đang lo là có thể có bốn thượng nghị sĩ cộng hòa gọi là nhảy qua bên phe dân chủ bỏ phiếu để yêu cầu nhân chứng ra bởi bên dân chủ cho có bốn bảy phiếu nếu giờ có bốn người nữa nhảy qua bên dân chủ thành 51 bởi quy định của thượng viện muốn kêu một nhân chứng ra thì phải có 51 trên 100 phiếu thì mới được mà bây giờ ông Mitch và ông đang kiểm soát là 53 phiếu, thấy không? thành ra là nếu mà ông không làm theo yêu cầu các vị thượng nghị sĩ này, thì có thể các vị thượng nghị sĩ này họ đổi ý họ dạy theo dân chủ trong cái chuyện đòi nhân chứng ra mà trong khi ông Mitch McConnell thì không muốn đưa một nhân chứng nào ra cả ông đã bị đợi qua những cái này đi rồi tính sau thấy không bởi vì sao ông nói cái thời ông Clinton cũng vậy chúng tôi để ông Clinton hai bên công tố và bào chữa nói xong rồi từ đó ông ta tính tiếp bên dân chủ thì cứ muốn là đưa nhân chứng ra à, ông phải đưa ra cái, cái 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 gọi là cái dự trù của ông xin ra nào thì chúng tôi mới làm ông Mr. không chịu mà những nhân chứng ra đó thì là bên dân chủ đòi là bốn ông chẳng hạn như là ông John Bolton cựu cố vấn an ninh quốc gia ông Mike Mulvaney tránh quyền tránh văn phòng tàu bạch ốc ông Michael Duffy là cựu nhân viên của văn phòng ngân sách và ông Brown Blair là cựu nhân viên của văn phòng an ninh quốc gia đó nhưng mà bên phía cộng hòa không chịu mà tổng thống Trump thì bảo là nếu mà đưa ông ông John Bolton ra tôi cũng sẽ tìm cái cái, cái, quyền lực hành pháp tôi để tôi ngăn chặn Thành ra là bên Cộng Hòa không chịu Mà bây giờ có bốn thượng nghị sĩ Là thượng của Cộng Hòa Đó là bà Colin à, 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 bà, bà, Susan Colin của bang Maine Bà Lisa Murkowski của Alaska Ông Mitt Romney của Utah Và ông Lama Alexander của Tennessee Nói là họ có thể muốn có nhân chứng ra Mà nếu bây giờ bốn người này Mà họ về phe dân chủ thì kẹt trong ông Đó là do tại sao và McConnell ngày hôm qua nhức bộ để cho mỗi ngày mỗi bên có thêm một ngày nữa thì đó là cái các quan sát viên và các phân tích gia họ 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 nhận định như vậy nhưng mà về phía tổng thống trump thì sao À, trong khi ông đi qua bên Davos tham dự hội nghị kinh tế diễn đàn kinh tế thế giới thì ông nói lại khác hôm trước ông cũng không đồng ý cho nhân chứng là Giờ ông lại bảo là, tôi ok tôi ok nếu mà đưa cả ông John Bolton ra thậm chí cả ông Ngoại trưởng Mike Pompeo ra tôi cũng ok tôi không thấy vấn đề chuyện đó và cả ông Mike Murphy luôn ông bảo là, ok không sợ gì cả thì khi ông tuyên bố cái này nhưng mà ông ông có nói thầm câu nhưng mà vấn đề an ninh quốc gia là không được nha bởi vì cái này có thể nguy hiểm đến vấn đề của quốc gia thế hàm có lẽ cái ý của ông đó là ok ông không sợ ông john bolton ra nhưng mà có lẽ nếu ông john bolton ra thì nên khai trong phòng học kín không cho công chúng coi bởi vì ông là cựu cố vấn của quốc gia thành ra có thể tiết lộ vấn đề, một số vấn đề của quốc gia ra nhưng mà ông mai mubani ra và ông mai pompeo ra ông không ông không sợ ông mai pompeo trước đây hạ viện kêu ra ông không ra thì bây giờ ông tuyên bố này trên đường từ thụy sĩ về mỹ làm cho các vị lãnh đạo cộng hòa ở thượng viện hơi bất ngờ và chúng tôi đang tìm cách cản ngân chứng để không cho ra Ừ, để có lợi cho ông mà ông bảo là cứ ra đi <laughs> lý do tại sao ông trâm nói vậy ông bảo là tôi cái trường hợp này là tôi ăn cơm, à, ngon cơm mà tôi không sợ nếu tôi chắc chắn là tôi sẽ được tha bổng tôi chấp quý vị đưa các nhân chứng ra luôn thì ông nghĩ rằng là cho dù đưa nhân chứng ra ông vẫn thắng và cái điểm quan trọng nó có lẽ là ông trâm muốn cho các nhân chứng của mình ra để ông có lý do đòi các nhân chứng của bên dân chủ luôn ví dụ như cha con ông joe biden hay là cái người whistleblower ra để mà, mà minh oan trong trong vụ này thì đó là những cái tin mà đáng chú ý trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị trong phần tin tổng hợp cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình tới